Em xin chào các bác. Hôm nay kênh xe ô tô cũ giá tốt của chúng em đồng hành cùng anh ô tô Nhật Minh xin được phép giới thiệu và bán cho các bác một em Hyundai Elantra đăng ký 2017 với tông màu trắng chủ đạo, nhìn khá là bắt mắt. Và bây giờ thì em đã cùng các bác đang đi vòng quanh xe để các bác nhận định xem xe nước sơn còn đẹp không, tỷ lệ bao nhiêu, xe có đều xe hay không. Đấy, mà ai có nhu cầu mua xe thì hãy alo cho em theo số điện thoại 056403 9999 tại trụ cầu T141 khi các bác đến xem xe, và số 318A Nguyễn Xiển Auto Nhật Minh. Xe thì khá là đẹp, nên bác nào có nhu cầu mua xe thì alo cho em thôi. Xe thì biển là bình tĩnh, bên em đã rút hồ sơ rồi, nên các bác chỉ việc về nộp thuế trước bạn và bấm biển thôi. Và bây giờ thì em sẽ xin cùng các bác đi chi tiết cụ thể về xe cho các bác xem độ mới của nó nhau. Và đây cụm đèn pha của xe cũng là đèn Michelin và đèn halogen, đèn gầm của xe cũng là đèn Michelin bác nhá. Mà cắt lăng của Elantra Hyundai khá là rộng và đẹp, nhìn rất là phê. Bên này thôi cũng là đèn Michelin và đèn gầm cũng là Michelin, nên xe có tổng cộng là 4 quả Michelin cùng với cả giải đèn led rất sáng và cả kính của xe. Nên các bác nhìn form của Elantra bao giờ cũng khá là đẹp và xuất sắc. Xe được trang bị 4 bánh đều là bánh đúc na răng 5 cánh, nhìn rất đẹp, lốp mới theo xe nên đi khá là yên tâm. Cùng với đó xe đã trang bị đèn tích hợp xin nhan hay gọi là tích hợp gương, mở cửa một chạm các bác nhé. Toàn bộ tay nắm đã được ốp mạ chrome lên khá là sạch sẽ và bắt mắt. Nhìn cái đôi đèn hậu của xe, dài đèn hậu chạy cũng khá là dài lên tăng độ sáng cho xe rất nhiều, bắt cả vào cốp luôn, nắp cốp luôn. Đấy, phiên bản GLS Elantra logo Hyundai sáng bóng. Xe thì là phiên bản 1.6 MT số sàn các bác nhé. Nên các bác nào thích cảm nhận, thích đi số sàn thì đây đúng là gu của các bác rồi. Toàn bộ ở dưới là cụm cảm biến lùi cùng với cả cam lùi theo hãng, theo xe các bác nhé. Nên thành ra xe khá là yên tâm khi các bác lùi hoặc là tiến xe đấy. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác chiêm ngưỡng bên qua khoang để đồ của xe. Đây, em phụ kiện em vừa mới xem vừa về, em vừa mới đánh tí xi lốp bóng thôi. Xe thì với không gian để khá là đẹp và xuất sắc, sạch sẽ, không chê địa điểm gì cả. Có thể để 3-4 cái vali cầm cự chung. Và đặc biệt hơn là đây có hai nút push, các bác có thể kéo ra thì hàng ghế trên có thể hạ xuống, các bác có thể để những cái vali hoặc cái gì quá dài mà hàng ghế sau không có người ngồi, rất tiện lợi luôn. Với xe này phần lớn đa số là sẽ để cốp dự phòng và các phụ kiện kèm theo để mở lốp, đầy đủ phụ kiện nên các bác yên tâm khi các bác xảy ra sự cố về lốp trên đường. Các bác ạ, khá là mới và sạch sẽ, ăn lắp. Để cái cốp này thật sự ra khá là ưu điểm các bác ạ. Với giá thì chỉ có trên 400 triệu một tí thôi thì các bác đã được một em Elantra màu trắng đẹp xuất sắc này để về phục vụ gia đình, cũng như các bác nào có nguyện vọng chạy thêm dịch vụ GLS thì cũng ok hết các bác ạ. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác chiêm ngưỡng qua khoang lộ thất của xe. Với phiên bản sedan này thì không chê điểm gì, toàn bộ lốp tổng hoạt động tốt các bác nhé, không chê điểm gì cả, hoạt động siêu tốt luôn. Đây, chế độ sáng. Và bây giờ em sẽ cùng các bác chiêm ngưỡng một khoang khoang ghế lái xe. Đây là FM 90 các em. Em sẽ giảm volume xuống để em và các bác nói chuyện cho nó chuẩn chỉ và rõ ràng hơn. Xe được trang bị hai túi khí, cả túi khí bên phụ và túi khí vô lăng lái. Xe được trang bị full nút, đấy, nút tăng giảm volume hay là led bài hoặc là những gì chết đầy đủ hết các bác nhá. Nghe gọi điện thoại, xe đang chạy với 3 vạn tư.
mọi thông số hoạt động tốt, không chê điểm gì. Gia chủ đã tích hợp màn Android nên các bác thăng tính giải trí rất tuyệt vời luôn. Điều hòa đã mát tay, để lộ sửa tắt tốt nhá. Cụm mà hộp số sàn nhìn khá là mới, không có chút chảy chóc hoặc là gì nó lắm. Da còn rất chi là mới luôn, không rất chi là ít vết nhăn, gần như không luôn. Và đây là chỗ để điện thoại hoặc sạc xét để cho các bác rất tiện. Các bác có thể ấn vào đây thì nó lại ra luôn này, hợp lý không? Để cốc này, bác nào nghiện thuốc lá gì cho vào đây nhá. Tay thì thế này, hộp vest rất rộng. Xe với chủ đạo là vẫn là màu ghi, ghế là vẫn là ghế lì. Ghế lì thì thật sự tác dụng ghế lì thì đúng là ngồi rất êm ái và thoải mái. Ghế còn zin theo hãng, trần nỉ cũng khá mới, không hề có tí dấu vết bẩn hay là bong chóc gì cả, tuyệt vời luôn. Đây, xe tuy là phiên bản là số sàn nhưng cũng có bơm ghế đầy đủ hết các bác ạ. Đây, với khối lượng thất 5 chỗ thì khá là rộng rãi, không chê điểm gì. Xe khá là xuất sắc đấy. Với thông số kỹ thuật xe thì rõ ràng luôn, bác thấy không? Những con ốc ở cửa, bốn cửa như nhau các bác nhé, đều rất nguyên zin theo hãng, không hề có một chút tác động vật lý nào cả. Nên các bác mua xe bên em thì khá là yên tâm về chất lượng xe. Mưa khá to nhưng em sẽ cố gắng là review nốt cho các bác. Với hàng ghế sau là dành cho 5 người, dành cho 3 người các bác ạ. Nên ngồi khá là êm ái, vẫn là ghế lì, ngồi khá là êm. Và sau là khi 2 người thì ta có thể kéo này xuống, ta có bệ từ tay và để cốc nước rất là tuyệt vời. Với khoảng không sau này thì các bác ngồi sau có thể để một vài cái vật dụng hoặc đồ nhỏ nhỏ, rất tiện ích luôn, rất tuyệt vời, không chê điểm gì cả. Loa nghe thì vu vưa. Và ghế sau thì lại có chế độ gió riêng này thì khá là mát. Thảm sàn thì đã đầy đủ nên khá là sạch sẽ, không chê điểm gì. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì cứ alo cho em thôi, theo số điện thoại 056403999. Em xin tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc cũng như nhu cầu sang tên đổi chủ cho các bác, để các bác có thể lấy được xe nó về và sử dụng xe ưng ý, cũng như là cam kết giấy tờ đầy đủ pháp lý để các bác yên tâm về xe. Và bây giờ thì em cũng xin được phép cùng các bác đi chiêm ngưỡng qua khoang động cơ của xe với dung tích 1.6 MT số sàn này, nó hoạt động nhào các bác nhá. Rất là tuyệt vời. Em chỉ đang cầm chìa khóa, bên xe đang báo là chìa khóa bên ngoài. Toàn bộ lốp xe là khá mới, và hai là bốn thanh đĩa, nên các bác khá yên tâm về đi xe cũng như là chế độ chất lượng của xe. Các bác chỉ cần gạt ra là các bác có thể để lên rồi. Bác nhìn xem này, ốc lắp cabo còn nguyên zin, đường keo chỉnh còn zin, chưa mất một phân nào, rất là tuyệt vời. Còn cả tấm lì máy này, thứ nhất là giật nhiệt rất hay, ốc nguyên zin nhá, nội thất đi kèm theo là khá là đẹp, xuất sắc. Tổng thể máy khá sạch sẽ, xe đã bật đồ vò, máy đổ vin vin vít, không chê điểm gì cả. Em đang đi rất tỉnh khách, đưa cho các bác xem có đẹp và thử xe như nào. Các chân máy nguyên mới, các thằng khẩu chưa ra, dàn nguyên zin, đi tổng thể cái này khá là đều xe, không chê điểm gì cả. Với buổi video thì em cũng xin được công bố giá công khai của em, nó là 415 triệu. Bác nào có nguyện vọng mua xe thì hãy alo cho bên em, bên em luôn cam kết bán ra những chiếc xe chất lượng, đảm bảo cả về hồ sơ giấy tờ pháp lý cũng như chất lượng xe. Và bác nào có nhu cầu nguyện vọng mua bán xe cũng alo cho bên em, bên em có nhu cầu mua bán, nhu cầu trao đổi đầy đủ để phục vụ đáp ứng mọi nhu cầu của các bác. Với buổi video em cũng xin chúc sức khỏe của các bác, và mong các bác hãy subscribe kênh xe ô tô Cụ Giáo Thúc của chúng em để được biết thêm những chiếc xe mới về bên em cũng như chất lượng và giá cả của xe. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.